Mình chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Sau đây mình sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp bài My Baby Bachata. Bài này có 8 câu nhịp đắm, chỉ thực hiện ở một tường. Ngoài ra sẽ có một đoạn núi 4 nhịp. Chúng ta sẽ thực hiện 8 câu này 7 lần là các bạn sẽ hoàn thành xong bài này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một lượt đi theo thứ tự từ đầu cho đến hết bài. Và sau đó sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Lần số 1. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 7, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lần thứ 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lần thứ 3, 8 câu, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sau đó vào đoạn nối 4 nhịp 1, 2, 3, 4 Lần thứ 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lần thứ 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4
7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở lần thứ 6 này, chúng ta chỉ đi đến câu 4 này, sau đó chúng ta thực hiện lần thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và chúng ta sẽ kết thúc bài ở như thế này. Và bây giờ sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Câu số 1, 8 nhịp đi ngang về phía bên phải trước nhé. Và hai tay chúng ta từ từ đẩy lên, vuốt qua tóc của mình nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, kết thúc ở chân trái. Sau đó từ từ hạ hai tay xuống, chúng ta đi về phía bên trái của mình, bắt đầu chân trái nhé. 5, 6, 7, 8, kết thúc ở chân phải. Và câu số 2, chúng ta thực hiện xoay hai lần, mỗi lần một vòng về phía bên phải của mình trước, sau đó về phía bên trái nhé. Rồi lần xoay thứ nhất, hai tay các bạn cứ xòe ngang như thế này. 2, 2, 3, 4, nhịp số 4, kéo chân trái về chân phải và đưa hai tay chấm eo. Giữ nguyên tư thế tay, sau đó chúng ta xoay ngược trở lại, bắt đầu chân trái nhé. 5, 6, 7, 8. Số 1, đi về bên phải trước nhé, hai tay từ từ đi lên cao này. 1, 2, 3, 4, kết thúc chân trái. Sau đó chúng ta sẽ từ từ hạ hai tay xuống, vuốt qua đầu nhé, đi về phía bên trái của mình. 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thêm lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, 4 nhịp đầu xoay về bên phải đúng một vòng nhé. Rồi, bắt đầu chân phải. 2, 2, 3, 4. Nhịp thứ 4, các bạn kéo chân trái về với chân phải, hai tay chấm eo. 4 nhịp tiếp theo, xoay ngược trở lại, bắt đầu chân trái, hai tay vẫn chấm eo. 5, 6, 7, 8, kết thúc chân phải. Mình làm lại câu số 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đi lại hai câu này cho mình nhé. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại lần nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, 4 nhịp đầu giữ nguyên tư thế tay. Các bạn đi dích dắt tiến thẳng lên phía trước, bắt đầu chân phải. 3, 2, 2 nhịp tiếp, bắt đầu chân trái. 3, 4. 4 nhịp tiếp theo các bạn sẽ đi hình của trắng, bắt đầu chân phải.
5, 6, 7, 8, kết thúc chân trái. Làm lại lần nữa. 3, 2, 3, 4, sau đó cái hình của trán chúng ta thả hai tay ra nhé. 5, 6, 7, 8, nhịp 8 là kéo chân trái về chân phải. Mình thực hiện nhanh câu số 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, 4 nhịp đầu bước qua bước về, bắt đầu chân phải nhé. Rồi khi bước sang bên phải thì cái tay phải các bạn sẽ để ở dưới cằm của mình như thế này, thử lòng về phía trước và tay trái đặt ở đùi nhé. Để bắt đầu này. 4, 2 và ngược lại. 3, 4. Sau đó 4 nhịp sau đi hình của trán, bắt đầu chân phải. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại câu 4 nhé. Bước sang phải trước. 4, 2, 3, 4. 4 nhịp sau đi hình của trán. 5, 6, 7, 8. Lần nữa. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại hai câu 3, 4. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại 4 câu đầu tiên. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển vào câu số 5. Các bạn sẽ thực hiện vẽ một hình vuông từ trái sang phải. Rồi hai nhịp đầu, bắt đầu chân phải. 1, 2. Hai nhịp sau tiến lên, bắt đầu chân phải luôn. 3, 4. Nhịp từ 4 chúng ta sẽ kết hợp chân trái và để ở tư thế kiễng mũi như thế này. Mông chúng ta hất sang phía bên trái của mình nhé. Rồi bây giờ tiếp tục đi ngang về phía bên trái, bắt đầu chân trái. 5, 6, bắt đầu chân trái, kết thúc chân phải. Hai nhịp cuối, lùi bắt đầu chân trái. 7, 8, nhịp thứ 8 kéo chân phải xuống, kiếm mũi và hông sang phía bên phải của mình. Tại câu 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 6. Lùi bắt đầu chân phải của mình. Khi lùi bắt đầu chân phải thì tay phải đẩy cao và tay trái chúng ta sẽ ôm vào eo của mình nhé. Và bắt đầu này. 6, 2, người các bạn nghiêng về phía bên phải. Rồi hai nhịp tiếp theo, lùi bắt đầu chân trái, người nghiêng về phía bên trái và tay trái cao, tay phải ôm eo. 3, 4. Hai nhịp tiếp, các bạn sẽ thả lỏng hai tay và chúng ta lùi xuống phía dưới, bắt đầu chân phải. 5, 6. Kéo chân phải xuống, rồi kéo chân trái xuống ngang bằng. Hai nhịp cuối cùng, đẩy chân phải lên. 7 và nhịp số 8, kéo chân trái lên ngang bằng nhau. Làm lại câu số 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện lại hai câu 5, 6. Câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 7. Rồi, 3 nhịp đầu, bắt đầu chân phải nha. Rồi, bước chéo sang phía bên trái của mình. 7. Nhịp số 2 kéo chân trái sang phía bên trái. 2. Nhịp số 3 kéo chân phải xuống. 3.
Nhịp số 4, các bạn sẽ vẽ một vuông tròn từ trái sang phải nhé. 4. Nhịp số 5, hạ bàn chân trái xuống, 5. Nhịp số 6, kéo chân phải xuống, 6. Nhịp số 7, đẩy chân trái lên, 7. Nhịp số 8, tạt ngang chân phải sang phía bên phải của mình. Mình thực hiện lại câu 7, 3 nhịp đầu này. Phải này, trái này, phải này, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cung tròn nhịp thứ 4 này, 4 này, 5, hạ bàn chân trái xuống, 6, chân phải xuống, 7, đẩy chân trái lên, 8, kéo chân phải lên tạm ngang chân trái. Tính đến nhịp nhé, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại lần nữa, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện bắt đầu chân phải. Các bạn kéo về phía sau của mình, 8, kéo chân phải xuống, 2, kéo chân trái xuống, 3, đẩy chân phải lên, 4, kéo chân trái lên tạm ngang chân phải. 4 nhịp tiếp theo lại bắt đầu chân trái, kéo xuống trước nhé. 5, rồi đến chân phải, 6, rồi lại đẩy chân trái lên, 7 và 8, kéo chân phải lên ngang với chân trái của mình, kết thúc ở chân phải. Làm lại câu số 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần nữa nhé. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại hai câu 7, 8. Câu 7. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây mình sẽ thực hiện từ câu số 5 đến câu số 8. Câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trong bài này, các bạn còn có một đoạn nối 4 nhịp được nối ở sau câu số 8. Câu số 8, các bạn có tư thế kiếng mũi chân phải như thế này. Bước qua bước về, bắt đầu chân phải. 1, 2, 3, 4. Vừa xong, mình đã hoàn thành xong phần hướng dẫn đếm nhịp bài My Baby Bachata. Chúc các bạn tập thành công trong bài tập nhảy này. Xin chào, hẹn gặp lại.